Từ 15 giờ chiều nay, giá các loại xăng giảm từ 778 đến 917 đồng một lít, trong khi đó giá dầu cũng giảm ở mức tương đối. Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu giảm. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 778 đồng một lít xuống còn 20.512 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 917 đồng một lít xuống còn 21.450 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 711 đồng một lít xuống 19.010 đồng một lít. Giá dầu hỏa giảm 958 đồng một lít còn 19.964 đồng một lít. Giá dầu ma rút giảm 549 đồng một kg còn 14.978 đồng một kg.